một chút về sản phẩm. Vâng, là bốn bức tượng nào chị? Đây, bốn bức tượng là tứ bất tử ạ. Vâng, chị có thể giải thích sâu thêm một chút không ạ? Cái đây là thủy đồng tử đây. Vâng. Đây là thủy đồng tử này. Tiên dung. Vâng, tiên dung. Ở vị trí này ánh sáng không được tốt lắm. Vâng, họ điều khắc thật sự là tuyệt vời. Hơi ngược sáng nhưng mình hy vọng các bạn cố gắng quan sát được phía trên. Vâng, đây toàn bộ là làng nghề đúng không ạ? Đây là một cái lũa rất lớn nấu rượu ạ. Gốm. Vâng. À, đây là nấu rượu ạ. Trên đây là nấu rượu. Vâng, trên này là nấu rượu. Còn khu vực này là xẻ đá. Vâng, đó là những cái đặc điểm của tỉnh Thanh Hóa được hội tụ trong cái bức tượng điêu khắc này. Một pho gỗ lũa khổng lồ. Vâng. Còn kia là sơ đồ của các huyện của Thanh Hóa. Đây là cầu Hàm Rồng này. Vâng, một biểu tượng cầu Hàm Rồng không thể thiếu được. Nhà máy xay của Hàm Rồng bây giờ vẫn đang còn đấy nhỉ? Nhà máy xay, đây khu vực nhà máy xay ạ. Phía trên này thì họ điêu khắc, đó là toàn bộ sơ đồ, bản đồ của huyện, các huyện của 26 huyện thì đấy. 26 huyện ạ. 26. Vâng. Thanh Hóa là một tỉnh khá đông dân của khu vực phía Bắc của Việt Nam mình, một trong những tỉnh đông dân nhất. Thật sự là một tác phẩm đồ sộ. Đây là Thanh Kỳ Khá đấy. Hai cái chữ đây nói về tỉnh Thanh Hóa duyên dáng, con người Thanh Hóa cũng duyên dáng. Bốn chữ Thanh Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với cả một tác phẩm gỗ lũa thanh gióng. Họ làm rất kỳ công. Bây giờ chúng ta đến với một tác phẩm sơn tinh thủy tinh được tạo tác trên nền tảng gỗ lũa. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.